Xin chào những người nghe mừng sổ màu quỷ đỏ, chúc em một cuối tuần vui vẻ. Sau khi ăn thịt gà xong, thì các cầu thủ MU đã có thêm tinh thần và thể lực để hành quân đến sân vận động Stamford Bridge của Chelsea nhằm đánh chiếm top 4. Và tất nhiên, nội dung bản tin cuối tuần sẽ xoay quanh trận đấu này. Chelsea và MU đánh bại chủ nhà tiến vào top 4. Với hình trang là chiến thắng 2-0 trước Tottenham, đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag đang rất tự tin để đánh bại đối thủ tới từ London nhằm tiến thẳng vào top 4. Giữa tuần qua, Chelsea và Man United đều trải qua hai chiều cảm xúc trái ngược. Theo đó, Chelsea đã có trận hòa đầy nhọc nhằn trên sân của đội bóng hàng xóm Brentford. Trong khi đó, Quỷ đỏ có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham trên sân nhà. Với kết quả trên, cuộc đua top 4 ngoại Anh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi đội xếp thứ tư là Chelsea chỉ còn hơn đội bóng đứng sau là MU đúng 1 điểm. Tình thế hiện tại cho thấy trận đại chiến vào tối nay sẽ là một bước ngoặt cực lớn đối với cả hai bên. Chính vì vậy, trận đấu hẹn sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt với tinh thần của cả hai đội. Ở thời điểm này, Chelsea vẫn đang là đội được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với Man United. The Blues đã bất bại cả 7 trận đấu đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Potter. Nhưng nên nhớ, đội bóng của London hoàn toàn có thể trả giá đắt nếu thi đấu chủ quan bởi MU vừa thể hiện được sức mạnh của mình. Cụ thể, các học trò huấn luyện viên Ten Hag sẽ chiến đấu trên thảm cỏ Stamford Bridge với hành trang là chiến thắng 2-0 trước Tottenham. Nên nhớ, Quỷ đỏ cũng đã thắng thuyết phục hai ông lớn khác ở xứ sở sương mù là Arsenal và Liverpool. Với lợi thế sân nhà, Chelsea vẫn đang là đội được đánh giá nhỉnh hơn Man United. Theo một số chuyên trang thể thao đánh giá, thì Chelsea vẫn đang có tỷ lệ thắng cao hơn so với Man United. Trang Sportmode đánh giá Chelsea có 45% chiến thắng, hòa 27 và MU thắng 28%. Trang Football Prediction nhận định Chelsea có tỷ lệ thắng là 40%, hòa 30%. Còn MU có tỷ lệ chiến thắng là 30%. Trang WhoScore đánh giá Chelsea có 50% chiến thắng, hòa 30%, còn lại là MU thắng 20%. Nhìn chung, những chuyên trang thể thao hàng đầu đều dự đoán chiến thắng nghiêng về phía Chelsea. Nhưng cá nhân tôi thì nghĩ trận này MU sẽ tiến vào top 4. Còn anh em dự kết quả ra sao nhỉ? Tình hình lực lượng đối với Chelsea. Huấn luyện viên Ten Hag cập nhật tình hình lực lượng của Man United trước trận gặp Chelsea. MU đang chơi tốt dần lên sau khi thua Man City với tỷ số đậm 3-6. Quỷ đỏ kịp thời vực dậy tinh thần với 3 chiến thắng liên tiếp. Trận hòa Newcastle United sớm bị chìm vào quỷ lãng khi Quỷ đỏ có chiến thắng ấn tượng với tỷ số 2-0 trước Tottenham. Vào đêm nay, MU sẽ có chuyến làm khách tới sân vận động Stamford Bridge của Chelsea. Đây được đánh giá là một cuộc chiến rất khó nhằn dành cho Quỷ đỏ. Nếu thắng, MU sẽ đánh bật The Blues khỏi top 4 Premier League. Đáng chú ý, MU đang không có lực lượng tốt nhất. Huấn luyện viên Ten Hag xác nhận trong buổi họp báo trước trận. Anthony Martial không sẵn sàng. Cậu ấy đã trở lại tập luyện nhưng chưa ổn. Chúng tôi sẽ xem xét thêm trong những ngày tới. Trong khi đó, Ronaldo sẽ không có mặt. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị treo giò nội bộ do thói vô kỷ luật trong trận thắng Tottenham. Huấn luyện viên Ten Hag thừa nhận. Chúng tôi sẽ nhớ Ronaldo nhưng quy định cần phải được tuân thủ. Mất cả Martial và Ronaldo, hàng công khá mỏng của Quỷ đỏ sẽ phải trông chờ vào bộ ba Anthony, Sancho và Marco Rashford. Trong khi đó, Harry Maguire, Axel Tuanzebe, Brandon Williams và Donny van de Beek vẫn tiếp tục ngồi ngoài do chấn thương. Với Aaron Wan-Bissaka, cầu thủ này mang tới sự cạnh tranh cho Dalot. Ten Hag xác nhận, Wan-Bissaka đã trở lại, đó là tin tốt, bởi vì chúng tôi cần tất cả các cầu thủ. Như vậy, MU sẽ có tới 6 cầu thủ vắng mặt khi đối đầu với Chelsea. Huấn luyện viên Chelsea đánh giá về Man United. Huấn luyện viên Graham Potter cẩn trọng khi Chelsea chuẩn bị có trận tiếp đón Manchester United. Gặp Tottenham là một bài toán khó dành cho huấn luyện viên Ten Hag, nhất là khi phong độ của Man United chưa thực sự ổn định. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford đã có màn trình diễn không thể nào thuyết phục hơn. Hai bàn thắng do công của Fred và Bruno Fernandes không nói lên hết sự áp đảo của Quỷ đỏ. Theo đó, MU kiểm soát bóng 52%, tung ra tới 28 cú sút và có 10 lần đưa bóng đi trúng đích. Ở chiều ngược lại, Spurs chỉ có 9 lần sút cầu môn và 2 lần dứt điểm chính xác. Tuần này, MU tiếp tục có trận đấu khó nhằn khác với chuyến làm khách tới sân của Chelsea. Huấn luyện viên Graham Potter dành nhiều sự tôn trọng dành cho đối thủ. Ông chia sẻ, tôi rất tôn trọng Erik Ten Hag và phẩm chất của anh ấy với tư cách là một huấn luyện viên. Họ đã thay đổi cách xây dựng lối chơi, có thể trực diện hơn một chút, nhưng đồng thời cũng vô cùng chất lượng. Man United có những mối đe dọa đến từ Marco Rashford, Anthony, Sancho và Bruno Fernandes. Đây là những cầu thủ đóng vai trò quan trọng đối với họ. Giờ họ đã thích nghi với nhau hơn
và hiểu thêm về nhau. Đó là một quá trình ấn tượng. Tôi khá chắc chắn rằng họ sẽ ngày càng tốt hơn theo thời gian. Ronaldo tiếp tục nhận án phạt từ Man United. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang phải hứng chịu nhiều án phạt từ đội bóng chủ sân Old Trafford. Anh chính là vết gợn trong chiến thắng của Man United trước Tottenham Hotspur. Do không được huấn luyện viên Ten Hag sử dụng trong đội xuất phát ở trận đấu này, CR7 đã hờn dỗi và bỏ đi xuống đường hầm khi trận đấu còn chưa kết thúc. Anh cũng được cho là đã từ chối yêu cầu vào sân thay người của huấn luyện viên Ten Hag ở cuối trận thắng Tottenham. Dù vậy, huấn luyện viên Ten Hag chứng minh ông không hề nói đùa. Còn nhớ vào giai đoạn trước mùa giải, nhà cầm quân người Lan đã từng cảnh báo Ronaldo. Đó là khi anh bỏ về giữa chừng trong trận giao hữu với Rayo Vallecano tại Old Trafford. Không ngạc nhiên khi Ronaldo bị đội bóng chủ sân Old Trafford trừng phạt. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ không góp mặt trong hình quỷ đỏ cho trận đấu với Chelsea vào tối nay. Theo nguồn tin từ nhà báo Larry Whitwell của The Athletic, Ronaldo thậm chí còn bị trục xuất xuống đội U21 hoặc tập luyện một mình. Hay nói cách khác, Ronaldo không được hoạt động cùng với đội 1. Đây rõ ràng là một án phạt rất nặng nề đối với một siêu sao như Ronaldo. Nhưng mới nhất, ký giả Samuel Lacazette còn tiết lộ thêm rằng Ronaldo phải nhận án phạt thứ 3 từ quỷ đỏ. Cụ thể, MU phạt Ronaldo 2 tuần lương vì thói vô kỷ luật, tương đương với số tiền là 960.000 euro. Với những gì đã xảy ra, có lẽ Ronaldo đang dần hối hận về quyết định của mình. Anthony nổi bật trên đường phố Manchester. Anthony và bạn gái gây chú ý khi cùng nhau bước ra ngoài đường phố Manchester để thư giãn. Anh cùng với bạn gái Rosiele Silva là cặp đôi thành hài trúc mã, cả hai quen nhau từ nhỏ và cặp bồ tính đến thời điểm hiện tại. Silva theo Anthony đến Amsterdam và giờ đây là Manchester. Tân binh của quỷ đỏ gây chú ý với truyền thông vì bước ra ngoài đường phố cùng bạn gái của mình. Theo đó, cặp đôi được bắt gặp đang mua đồ Louis Vuitton. Cựu cầu thủ Ajax và nửa kia còn đi cùng với hai người bạn. Sau một ngày mua sắm bận rộn, nhóm bạn đã quyết định đi ăn bít tết tối tại nhà Housemore sang trọng trên Deansgate. Dù vậy, chính Anthony và mọi người đã phải quay đi bởi nhà hàng thông báo hết bàn. Đây là dịp thư giãn hiếm hoi của cầu thủ người Brazil sau giai đoạn liên tục thi đấu cho Quỷ Đỏ. Tiền đạo cánh sinh năm 2000 hiện đang gây ấn tượng mạnh khi ghi được 3 bàn sau 5 trận đầu tiên tại Wembley. Mendes định đưa João Félix đến Man United. Siêu cò Jorge Mendes có thể dàn xếp mang về một cầu thủ người Bồ Đào Nha xuất sắc khác cho Man United. Tương lai của Ronaldo là chủ đề được đồn đoán nhiều nhất trong những ngày qua sau khi CR7 tự ý bỏ về sớm trong trận gặp Tottenham. Cầu thủ 37 tuổi đã bị huấn luyện viên Ten Hag gạch tên trong danh sách lên đường đến Stamford Bridge để đấu với Chelsea. Nhiều khả năng CR7 có thể được ban lãnh đạo Man United mở đường để rời đi trong tháng riêng. Với viễn cảnh đó, siêu cò Jorge Mendes dự định đưa João Félix đến Old Trafford theo chiều ngược lại. Theo Deportes Quattro, một cuộc thương thảo có thể diễn ra trong mùa đông và cầu thủ 22 tuổi được cho là đang nóng lòng rời khỏi Atletico Madrid. Thực tế, MU cũng rất ngại việc Ronaldo chuyển đi vào giữa mùa, nhất là trong bối cảnh Anthony Martial vẫn cảm với chấn thương. Nếu Ronaldo rút áo ra đi, Quỷ Đỏ chỉ còn phương án khả dĩ nhất là Marco Rashford. Và rõ ràng, João Félix là một giải pháp rất tốt cho Ten Hag. Cầu thủ này gia nhập Atletico vào năm 2019 với mức phí chuyển nhượng lên tới 126 triệu euro. Hiện tại, Felix được Transfermarkt định giá khoảng 70 triệu euro. Báo cáo cho rằng, Quỷ Đỏ có thể mang anh về với một thương vụ cho mượn, kèm theo điều khoản mua đất vào mùa hè. Ngoài Felix, thì đạo Cody Gakpo của PSV cũng đang lọt vào tầm ngắm của Ten Hag. Ten Hag bị ám ảnh bởi Bastoni. Vào mùa hè, tờ Gazzetta dello Sport đã từng đề cập đến sự quan tâm của Quỷ Đỏ dành cho trung vệ trị giá 53 triệu bảng Alessandro Bastoni. Nhưng cuối cùng, huấn luyện viên Ten Hag đã lựa chọn ký hợp đồng với Lisandro Martinez để cải thiện trung tâm hàng phòng ngự của mình. Giờ đây, hãng truyền thông Tây Ban Nha Fischer đã tuyên bố Ten Hag đang rất nỗ lực để đảm bảo việc ký hợp đồng với hậu vệ 23 tuổi người Ý. Thậm chí, có thông tin cho rằng vị huấn luyện viên người Hà Lan bị ám ảnh bởi Bastoni và đã yêu cầu Man United đẩy mạnh thương vụ này. Bastoni là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Serie A. Anh đã giành Scudetto trong mùa giải 2020-2021 dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte. Bên cạnh đó, cầu thủ từng 16 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Ý còn nâng cao danh hiệu Coppa Italia và Super Coppa Italia mùa trước dưới thời Simone Inzaghi. Anh cũng là một phần của đội tuyển quốc gia đã giành chức vô địch châu Âu năm ngoái, dù chỉ ra sân có một lần. Tại Old Trafford lúc này, Martinez và Rafael Varane đang có phong độ chói sáng nơi hàng thủ. Tuy nhiên,
chiều sâu đội hình của Quỷ Đỏ là mối quan tâm của Ten Hag khi Victor Lindelof và Harry Maguire không ổn định và khó có thể tạo được sự tin tưởng. Đó là chưa kể đến khả năng Maguire có thể ra đi vào tháng riêng để tìm cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.